Xin giới thiệu với mấy anh chị một đôi nét. Mình tên Mỹ đó là Đi Nguyễn, tên Việt Nam đó là Nguyễn Phi Dũng, quê quán Quảng Nam. Sang Mỹ 35 năm, trên 35 năm anh chị. Mình làm xuất phát từ cái ngành công nghệ thông tin, sau đó chuyển qua ngành tài chính vào năm 1993 và tham gia lần đầu tiên vào một cái mô hình kinh doanh gọi là network marketing anh chị. Từ năm 1993 tới năm 2000 đó thì vì không có nhu cầu phải đi làm nữa, thành ra mình và gia đình dọn về miền Đông. Lúc trước thì mình ở California, và năm 2001 sau cái biến cố 911 đó thì mình có cái cơ duyên là về lại Việt Nam, dắt gia đình về Việt Nam, tính là nghỉ hè khoảng chừng 2 tháng rưỡi thôi, nhưng mà cái chuyến đi nó kéo dài tới 3 năm rưỡi vì có một vài cái việc mà mình rất đam mê anh chị, đặc biệt là trong ngành giáo dục, huấn luyện cho đội ngũ tư vấn bảo hiểm, rồi mở những cái seminar huấn luyện cho đội ngũ công nhân ở bên khu chế xuất Tân Thuận. Đó là những việc làm rất có ý nghĩa. Mình muốn bắt đầu cái bài thuyết trình hôm nay, mình cũng xin nói sơ qua là bài thuyết trình nó khoảng chừng 50 phút cho tới 1 tiếng đồng hồ anh chị, thành ra mình mong là mấy anh chị có thể nói là lần đầu tiên mấy anh chị nghe qua cái bài thuyết trình, hoặc là có một người bạn nào đó giới thiệu mấy anh chị nghe qua đó, và có thể mấy anh chị đã có thành kiến không đẹp về network marketing mấy anh chị. Nhưng mà mình mong là trong 60 phút tới đó, mấy anh chị có thể một cách thoải mái, mấy anh chị có thể mở rộng cái lòng mình ra để nghe, lắng nghe mấy anh chị. Và vì có thể từ trước tới giờ mấy anh chị thiếu một vài cái thông tin và chính cá nhân mình mấy anh chị, mỗi lần mà nhắc tới những cái hình thức kinh doanh nó vốn dĩ mang nhiều tai tiếng đó. Và mình sẽ chứng tỏ cho mấy anh chị thấy là cái cách làm của mấy anh em mình nó sẽ khác, và đặc biệt mấy anh chị, network marketing nó rất phổ biến ở trên thế giới. Thành ra hôm nay đó mình muốn bắt đầu bằng một cái câu hỏi: ước mơ của bạn là gì? Lý do mình muốn bắt đầu bằng cái trang này đây là tại vì theo kinh nghiệm trong suốt bao nhiêu năm mình về Việt Nam, mình tiếp xúc với giới trẻ, đặc biệt là giới trẻ mấy anh chị, thì phần lớn hầu như chẳng có ai có ước mơ gì mấy anh chị. Có thể là vì trong quá khứ một số mấy anh chị mình phấn đấu ở trong một cái môi trường quá khắc nghiệt, và hầu như những cái biến cố, những cái kinh nghiệm gì trong quá khứ nó có thể nó giết giấc giết đi cái giấc mơ của mình mấy anh chị. Mình sống ngược lại, mình lại sống trong một cái môi trường mà luôn luôn người ta nói về cái giấc mơ, luôn luôn mấy anh chị, người ta luôn luôn bắt đầu bằng một cái giấc mơ. Và thậm chí mấy anh chị có thể nhìn quanh cái căn phòng của mấy anh chị, cái đèn nó phải bắt đầu bằng một cái giấc mơ của ai đó mấy anh chị. Cái ghế mấy anh chị đang ngồi chắc chắn nó phải bắt đầu từ một cái giấc mơ của ai đó nghĩ ra là mình phải có cái ghế 4 chân. Hay là cái computer mà mấy anh chị đang nhìn mấy anh chị, chắc chắn nó phải tới từ một cái giấc mơ nào đó, và hình như đó là cái giấc mơ của ông Steve Jobs thì phải. Mọi chuyện bắt đầu từ một giấc mơ mấy anh chị. Nếu vậy thế thì cuộc đời của mình, không biết là mấy anh chị có bao giờ nghĩ về cái giấc mơ, về cái cuộc đời của mình 5, 10 năm nữa nó như thế nào? Hay là trong tương lai mấy anh chị, khi mà mình lớn tuổi, cái đời sống gia đình của mình như thế nào? Không biết là bao giờ mấy anh chị có thể có một cái ước mơ gì đó? Vì phần lớn những người lớn mấy anh chị, mình nghĩ là giấc mơ, ước mơ là việc cho trẻ con chứ không phải là cho người lớn. Nhưng mà mấy anh chị thấy là cái điều đáng buồn mấy anh chị, là nếu mà mình không có giấc mơ, mình không có một cái ước mộng nữa mấy anh chị, thì chắc chắn giấc mộng thì mình chắc chắn mình sẽ không có thể đạt được những cái mà mình có thể nói là mình chỉ thấy trong mơ thôi mấy anh chị ha. Vì người Việt mình hình như mình đồng nghĩa cái việc cái ước mơ tới cái việc mà mơ mộng mơ màng là những điều không thực mấy anh chị. Thành ra mình muốn bắt đầu bằng một cái câu hỏi là ước mơ của bạn là gì? Là tại vì nếu mấy anh chị bắt đầu có một cái giấc mơ, không biết là 5-10 năm nữa gia đình mình như thế nào, vợ mình sẽ làm gì, mình sẽ làm gì, chồng mình sẽ làm gì, con cái mình sẽ học hành ở đâu, nhà mình sẽ ở nơi nào mấy anh chị, và thời gian của mình, hay là mình có một vài cái việc gì đó làm mà mình chỉ mơ là chừng nào, ngày nào em có tiền tôi sẽ làm những cái việc từ thiện, hay tôi sẽ làm này làm kia mấy anh chị, hay là cho giúp đỡ những người trong gia đình. Có thể đó là một cái giấc mơ của các anh chị. Nhưng mà câu hỏi thứ hai mấy anh chị là anh chị đang làm gì để có được cái giấc mơ của mình? Có thể là mấy anh chị, giấc mơ nó chỉ là giấc mơ nếu mà mình không có sự thay đổi. Và người ta nói mấy anh chị, nếu mà mình tiếp tục làm những chuyện mình đang làm và đã làm thì chắc chắn cái kết quả mà mình đạt được nó cũng vẫn như vậy mấy anh chị, nó không có gì thay đổi. Thành ra nếu mấy anh chị thật sự đang có một cái giấc mơ là mình thay đổi được cái cuộc đời của mình, thay đổi được cái tương lai của mình mấy anh chị, thì chắc chắn mấy anh chị phải thay đổi cái việc mình đang làm.
Và đó là cái việc mà chúng tôi tối hôm nay đó muốn chia sẻ với mấy anh chị, một cái phương thức, một cái cơ hội mà nó đang là một cái phương tiện cho rất nhiều mấy anh em mình. Một cái thách đố khác ở trong cuộc sống mà mình muốn chia sẻ với mấy anh chị đó là những cái thử thách rất lớn ở trong cái đời sống anh chị, về vấn đề lương bổng, về vấn đề lạm phát, về vấn đề tìm việc làm rất khó, về vấn đề đời sống kinh tế không ổn định. Rất nhiều việc anh chị ha, trong cái đời sống hàng ngày của mình có rất nhiều cái thách đố của cuộc sống. Nhưng mà thường anh chị mình không tìm được cái giải pháp. Mình đưa cái hình này ra để cho mấy anh chị thấy là cái con đà điểu đó, mỗi lần mà nó chạy trốn hay ai hay là mình rượt nó, anh chị, nó cứ đâm đầu vào dưới cát vì nó nghĩ là nó thoát được, nó nghĩ là nó trốn được anh chị, và nó đâm đầu dưới cát. Cái này là cái buồn cười mà anh chị ha. Mình nhìn con đà điểu và mình nói sao con này sao nó dở quá, nếu mà không nói là nó ngu quá, là tại sao lại phải đâm cái đầu dưới cát và nghĩ là mình đang đang thoát khỏi cái tình trạng mà mình đang có mà anh chị. Vì thực tế ra một số mấy anh em mình đang sống trong cái cảnh đó mà anh chị, mình đang trốn chạy thực tại. Mình biết là cái công việc của mình đang làm nó đang đi vào ngõ cụt, hay là có thể 5 10 năm nữa nó không thay đổi mà anh chị. Nhưng mà hầu như mình vẫn chấp nhận cái chuyện đó và mình làm, và mình hy vọng một ngày nào đó mình sẽ trúng số, mình hy vọng một ngày nào đó có cái gì đó nó thay đổi mà anh chị. Và chắc chắn cái chuyện đó nó sẽ không xảy ra nếu mà mình không có thay đổi cái việc mình đang làm, hay ít nhất với anh chị mình không có được một cái giấc mơ. Thành ra cái điều mà mình muốn nói với mấy hôm nay đó là mình phải chấp nhận cái thực tế mà anh chị, mình phải nhìn nhận cái thực tế là mình phải làm một cái gì đó khác mà anh chị. Thành ra người ta nói là cái cách duy nhất để có được một đời sống sung túc, vì chắc chắn cái sự sung túc, một cái đời sống sung túc là cái giấc mơ của mọi người mà anh chị. Thì cái câu trả lời là có một cái cách duy nhất để có được cái sự sung túc, đó là tạo dựng một cái nguồn thu nhập thụ động khả dĩ có thể cung cấp một số tiền dư dùng hàng tháng cho cá nhân, gia đình và thậm chí cho cả đời con cháu. Đây là một cái định nghĩa về về cái sự giàu sang, về cái sự sống sung túc mà nhỉ. Mình rất thích. Vì khi mà nói về giàu, như thế nào gọi là giàu, như thế nào gọi là có được cái đời sống sung túc, thì nhiều người mỗi cái định nghĩa khác nhau mà chị. Có thể là nói là tôi cần 2-3 căn nhà, tôi có số tiền là 5 tỷ bỏ trong ngân hàng. Một số người nói là đời sống sung túc nếu mà tôi có nhiều bạn bè. Một số mấy anh chị nói là đời sống sung túc tôi nếu mà tôi có dồi dào sức khỏe. Một số mấy anh chị nói là thằng con tôi có một cái đời sống sung túc tại vì nó bác sĩ. Hay là một số mấy anh chị nói là tôi đang có một cái đời sống sung túc là tại vì tôi đang làm cho một cái công ty bảo hiểm nhân thọ và mỗi tháng tôi có đều đặn 5-10 cái hợp đồng hơn hẳn nhiều người khác. Mỗi người mỗi cái định nghĩa khác nhau mấy anh chị ha. Vì chắc chắn mỗi người nhìn mỗi cái sự kiện và có nhu cầu khác nhau mấy anh chị, không có ai giống ai. Nhưng mà có một cái định nghĩa mà mình nghĩ là tương đối được nhiều người khác chấp nhận mấy chị, là của ông Robert Kiyosaki, là cái cuốn ta là tác giả của cái cuốn Cha giàu cha nghèo này. Thì ông ta nói một cái câu mấy chị mà mình nghĩ là mình mong là mấy anh chị suy nghĩ về cái câu này. Ông ta nói là nếu mấy anh chị ngày mai không phải đi làm nữa, mình sẽ nhắc lại mấy chị, nếu các anh chị ngày mai không phải đi làm nữa thì liệu mình sống được bao lâu, thì liệu anh chị sống được bao lâu nếu mà vẫn giữ một cái đời sống như 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 bình thường anh chị. Và cái đó gọi là thước đo cho cái sự sống sung túc, cho cái đời sống sung túc. Không biết là mấy anh chị có đồng ý về cái định nghĩa đó không, nhưng mà mình thấy rất hay mấy anh chị. Vì không phải là mấy anh chị đang có một cái chức vụ nào đó lớn hay là đang có một cái nguồn lợi tức đều đặn lớn thì gọi là đời sống sung túc mấy anh chị. Vì nếu ngày mai mấy anh chị không đi làm nữa thì sao? Ồ nếu vậy đó thì ông bác sĩ có thể là ngày mai không đi mở cửa phòng mạch nữa thì chưa chắc có cái lợi tức nó đều đặn mấy anh chị. Hay là anh chị đang làm cho một công ty bảo hiểm và đang có 5-7 cái hợp đồng mỗi tháng. Hay là một số mấy anh chị đang có một chiếc xe đẹp, một cái nhà đang đẹp. Nếu mấy anh chị không phải đi làm ngày mai nữa, liệu mình sống được bao lâu mấy anh chị? Nếu vậy đó thì không hẳn là phải có nhiều tiền thì mới gọi là có một cái đời sống sung túc hay là giàu mấy anh chị. Mà có thể nó một số tiền nhỏ thôi, 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu, 50 triệu, 100 triệu gì đó. Và cái số tiền đó nó tới đều đặn hàng tháng mấy anh chị. Cái chữ chính ở đây là đều đặn hàng tháng, có mình hay không có mình nó vẫn tới, có thể cho tới hơi cho tới cuối cuộc đời của mình và nó được thừa kế cho cái thế hệ sau mấy anh chị. Đó gọi là một cái nguồn thu nhập thụ động. Cái chữ chính ở đây mấy anh chị là tạo dựng một cái nguồn thu nhập thụ động, chứ không phải mình đi làm mấy anh chị. Mình đi làm tức là mình còn đi săn. Tạo dựng một nguồn thu nhập thụ động tức là mình trồng một cái cây để rồi mình có thể thừa hưởng cái thành quả của cái cây đó hết đời mình, tới đời con đời cháu đời chắc mấy anh chị.
Và đó là cái mà mình muốn nói chuyện với mấy anh chị và giới thiệu với mấy anh chị một cái phương tiện cho tối hôm nay đó. Có một cái thống kê khác mình muốn cho mấy anh chị xem. Đây mình xin lỗi là xin phép là được giữ nguyên cái bản tiếng Anh. Người ta nói là 100 người, 100 người mấy anh chị ở lứa tuổi 65 thì 16 người qua đời. 66 người có lợi tức dưới 30 ngàn mấy anh chị. Cái chính ở đây mấy anh chị này, trong 100 người đó ở tuổi 65 chỉ có một người gọi là giàu mấy anh chị. Giàu ở đây có nghĩa là không cần phải lo về vấn đề tài chính, nó có cái nguồn tài chính thu nhập thụ động nào đó nó tới đều đặn, có thể là vài căn nhà cho mướn, có thể là một số tiền rất lớn bỏ trong ngân hàng để có được cái tiền lời mỗi tháng. Chỉ có 1% mấy anh chị. Và không biết là mấy anh chị có thắc mắc là một người trong 100 người hay là 1% cái số người đó người ta làm gì đó, thì mấy anh chị nhìn cái dòng phía bên tay phải. Trong số 1% đó, đó thì có 10 người là giám đốc mấy cái hãng mấy chị và được cái cổ phiếu, hoặc là những cái đại gia về 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 chứng khoán mà mấy anh chị thỉnh thoảng đọc ở trên báo. 10% mấy chị, trong số 1% những người giàu. 10% là những người top professional, tức là trong cái ngành nghề, ví dụ như bác sĩ, nha sĩ, luật sư, những cái nghề chuyên môn và giỏi mấy chị. 5% là những người đi bán hàng giỏi, ví dụ như những siêu sao của những công ty bảo hiểm, siêu sao của những cái công ty dịch vụ về bất động sản, siêu sao của những cái công ty bán hàng gia dụng. 1% là những người trong kỹ nghệ điện ảnh, giải trí hay là thể thao mấy chị. Nhưng mà trong đó có một cái con số rất đáng khích lệ và để ý mấy chị, đó là 74% những cái dấu đỏ mấy chị, 74% những người giàu trong cái số 1% đó người ta làm chủ kinh doanh mấy chị, người ta làm chủ doanh nghiệp, người ta là doanh nhân. Anh thành ra mấy anh chị biết là ông bà mình có câu rất rõ, phi thương bất phú, phải kinh doanh mấy anh chị. Thành ra không biết là có bao nhiêu mấy anh chị đang nghe cái chương trình webinar hôm nay, mấy anh chị đang là doanh nhân, mấy anh chị đang là chủ một cái cơ sở kinh doanh mấy chị. Nó không có đơn giản mấy chị nhé. Vì nếu mà nó đơn giản thì đã rất nhiều người làm rồi mấy anh chị. Người ta có một cái phân tích đó, là cái mô hình kinh doanh truyền thống, mặc dù mấy anh chị có thể mở một cái tiệm phở, một cái nhà hàng, mở một cái tiệm tạp hóa, hay mở một cái cửa hàng bán áo quần thời trang, chắc chắn mấy anh chị sẽ cần cái vốn mấy anh chị. Mấy anh chị cần cái mặt bằng và mấy anh chị phải trả tiền hàng tháng, kho bãi, nhân viên, kế toán, chi phí cố định hàng tháng, thuế má, cạnh tranh, sự may rủi rất cao mấy anh chị. Trong khi đó, đó thì cái lợi tức, lợi nhuận nó giới hạn, và đó là có một cái khoảng cách rất lớn giữa cái sự may rủi và cái lợi nhuận. Chắc chắn một số mấy anh chị biết đó là có những cái cửa hàng mấy anh chị đi ngang qua thường xuyên, thấy cái bảng tên đó mấy anh chị, nhưng mà có thể phía trong người ta đổi chủ vài ba lần cũng có. Trong 6 tháng đầu năm của năm 2012, 26.000 doanh nghiệp ở Việt Nam phá sản mấy anh chị, đó là con số chính thức. Con số không chính thức có thể nó gấp đôi như vậy. Và mấy anh chị biết là kinh tế đang gặp khó khăn. Kinh doanh truyền thống nó không đơn giản mấy anh chị. Cũng có thể lý do là một số mấy anh em mình mở cơ sở kinh doanh, hoàn toàn mình chưa chuẩn bị cho việc kinh doanh mấy anh chị. Mình chỉ có cái năng khiếu là mình nấu phở giỏi thì ra mình mở tiệm phở. Vì thực tế ra mở tiệm phở và nấu phở nó hoàn toàn là hai là chuyện khác nhau mấy anh chị. Và đó là lý do tại sao cái sự may rủi rất lớn khi mà mình dùng cái mô hình kinh doanh truyền thống. Thành ra có một cái giải pháp mà mình muốn giới thiệu với mấy anh chị hôm nay đó, người ta gọi là social business model, tức là cái mô hình kinh doanh xã hội mấy anh chị. Đây là một cái mô hình mà vốn rất ít, nhưng mà ngược lại đó, lợi tức không giới hạn, thị trường toàn cầu có thể làm ở nhà mấy anh chị, tự do về vấn đề tài chính và thời gian, rất ít chi phí, và mấy anh chị có được cái sự yên tâm vào mỗi buổi tối khi mấy anh chị lo cho người khác chứ không phải lời về lo cho mình mấy anh chị. Và đây là cái mô hình mà mình muốn giới thiệu với mấy anh chị tối hôm nay. Đây là một cái mô hình mà được đăng tải ở trên tờ Wall Street Journal vào ngày 24 tây tháng 6 năm 2011, là cái thời điểm tốt nhất là ngay từ bây giờ mấy anh chị để mà ứng dụng cái mô hình social business. Social business là một cái mô hình mà kể từ những năm đầu của thế kỷ 21, khi mà xuất hiện những cái phương tiện về social media, về phương tiện mạng xã hội như YouTube, như là Facebook, như là LinkedIn, thì cái network marketing mà mình thường gọi là multi level từ thời thập niên năm 60, 70 qua cái thời mà internet thịnh hành mấy anh chị, thì nó đổi qua cái gọi là network marketing, và qua đầu thế kỷ 21 đó thì người ta đổi thành cái social business. Trong khi ở Việt Nam thì thường thường mình gọi là kinh doanh đa cấp hay kinh doanh mạng với rất nhiều thành kiến, và cho tới giờ này người ta vẫn không thay đổi cái từ mấy anh chị. Người ta vẫn có một cái hình ảnh, thứ nhất
là đồ giá, thứ hai là đồ ngũ sinh viên, và cái thứ ba thì hình như là đây là những cái hình thức lừa gạt. Và cái đó mà anh chị là một cái thành kiến của xã hội, và mình mong là tối hôm nay mấy anh chị nghe qua những cái phương thức đấy, để mấy anh chị có một cái nhìn nhận nó chính xác hơn. Chắc chắn có một số người đã làm xấu đi cái hình ảnh đó mấy anh chị. Một cái mô hình kinh doanh rất nghiêm túc, rất tân tiến, và đặc biệt mấy anh chị nó có lợi cho hầu như mọi người, và nó rất thích hợp cho những người bình thường muốn làm chuyện phi thường, muốn có được một cái lợi tức phi thường mấy anh chị. Đó là một cái mô hình tối ưu cho tới giờ phút này. Thành ra đây là một cái con số để cho mấy anh chị có thể thấy được, đó là trong thế giới đó có 88 triệu người trên thế giới đang đang dùng cái mô hình social business này. Mỗi ngày trên thế giới có trên 50.000 người tham gia. Ở Việt Nam anh chị, 1 triệu người đã tham gia trong vòng hơn 10 năm qua, tốc độ tăng trưởng là 170% tại Việt Nam. Đây là một cái con số đáng kể mấy anh chị ha, về một cái mô hình social business rất mới. Thành ra hôm nay đó mình muốn giới thiệu với mấy anh chị một cái công ty, đó tên là Nu Skin mấy anh chị. Nu viết tắt cho chữ nutrition, tức là về dinh dưỡng, skin tức là da, nói về cái vấn đề dưỡng da. Trụ sở trung ương của Nu Skin đặt ở Provo, Utah mấy anh chị. Nu Skin được thành lập, Nu Skin Enterprises tức là cái tên nguyên của nó, được thành lập từ năm 1984, tức là 28 năm. Công ty đại chúng ở trên sàn New York Stock Exchange với cái ký hiệu là NUS, mấy anh chị có thể tham khảo ở Yahoo Finance. Cái mà công ty đại chúng anh chị nó nói là cái tính minh bạch, thì mấy anh chị có thể gọi công ty và nói là trong 10 năm vừa rồi mấy anh làm ăn ra làm sao, trong 10 năm tới cái kế hoạch phát triển của công ty như thế nào. Nếu mấy anh chị có ý định đầu tư mua cổ phiếu của Nu Skin ấy, thì Nu Skin trên nguyên tắc sẽ gửi mấy anh chị những cái thông tin đó. Được đánh giá 5A1 mấy anh chị của Dun & Bradstreet là một cái công ty đánh giá về những công ty mà có chứng khoán, có cái cổ phiếu trao đổi trên thị trường chứng khoán đó. 5A1 là đánh giá cao nhất suốt hơn 19 năm qua mấy anh chị. Nu Skin trụ ở hạng cái hạng này thường xuyên, chưa bị rớt hạng lần nào. Và có thể nói đây là một cái thành tích rất lớn. 53 quốc gia Nu Skin vừa chính thức ra mắt ở thị trường Việt Nam vào ngày 10 tây tháng 8 anh chị. Và Việt Nam là cái quốc gia thứ 53. Cái doanh số đã vượt qua 2 tỷ đô la trong năm 2012, và Forbes Magazine là một cái tờ báo kinh doanh nổi tiếng trong cái số năm 2010 đó, người ta bầu chọn 100 công ty uy tín nhất, thì Nu Skin đứng hàng thứ 5 anh chị. Nu Skin là công ty trả tiền hoa hồng cao nhất trong tất cả những công ty về network marketing có cái cổ phiếu trao đổi trên New York Stock Exchange, trả tiền cao hồng, hoa hồng cao nhất mấy chị. Có thể nói mình nói rất nhiều về công ty đó, nhưng mà muốn gói ghém trong một trang để mấy chị thấy được cái tầm cỡ và cái sự uy tín, cũng giống như cái vấn đề vững vàng của một cái công ty mà mấy chị muốn chọn làm đối tác ở trong tương lai. Trên 1,25 tỷ đô la đã được đầu tư cho kinh doanh đang chờ đón bạn. Nếu mấy anh chị quyết định cộng tác với Nu Skin trở thành nhà phân phối, thì ngay tức thì mấy anh chị có ngay ở sau lưng mình một cái vốn lên tới 1,25 tỷ đô la mà công ty đã đầu tư trong suốt 28 năm vừa rồi mấy anh chị. Mấy anh chị có thể ngay lập tức bảo trợ những người ở 53 quốc gia, 52 quốc gia còn lại. Mấy anh chị không cần phải mướn luật sư để soạn thảo hợp đồng. Mấy anh chị phải không qua cái giấy phép của Bộ Lao động ở những cái quốc gia sở tại. Mấy anh chị không cần phải gửi hàng, gửi sản phẩm, rồi kho bãi, rồi nhân viên ở 52 quốc gia mấy chị ngoài nước Việt Nam. Tất cả những chuyện này đều đã được nghiên cứu kỹ lưỡng và đã có một cái sự đầu tư về nhân lực rất lớn mấy chị. Ngay khi mấy anh chị bước vào văn phòng của Nu Skin các bạn, mấy anh chị phải có cái cảm giác là tất cả những nhân viên của Nu Skin đang làm việc cho mình mấy chị, mà mấy chị không cần phải trả lương cho người ta. Ngược lại, người ta có một cái sự phục vụ rất đứng đắn ở suốt 53 quốc gia mấy chị. Thành ra cái ý ở đây rất quan trọng. Nếu mà chị đã từng làm kinh doanh truyền thống đó, trên 1,25 tỷ đô la đã được đầu tư cho kinh doanh đang chờ đón mấy anh chị. Và đây là một cái yếu tố quan trọng. Cái đội ngũ khoa học gia mấy chị, mình có 75 nhà khoa học gia làm việc toàn thời gian, trong đó có cái ban cố vấn là những người không phải vì người ta có học vị tiến sĩ, mà đây là những nhà khoa học gia lừng lẫy ở trên thế giới. Những người này không phải làm vì tiền mấy anh chị, tiền không mua chuộc được, nhưng mà người ta làm vì cái tính khoa học nghiêm túc trong những cái công trình nghiên cứu có giá trị cho nhân loại, và đặc biệt là cái sứ mệnh của Nu Skin. Thành ra đây là một cái niềm tự hào, vì có thể có một vài công ty người ta không có một hay hai người, không có một cái số lượng đông đảo như là cái công ty Nu Skin mấy chị. Vì đây là một công ty về khoa học, những cái phát minh về khoa học mấy chị, và có một cái ảnh hưởng rất lớn tới cái nhu cầu của cái con người. Nu Skin đã nhận được nhiều cái giải thưởng, và đây là cái niềm tự hào và vinh dự nếu mấy anh chị mà gia nhập là một cái thành viên của Nu Skin đó. Mình nói về công ty rồi mấy anh chị, bây giờ đó mình muốn nhắc thêm một ít về cái xu xu hướng mấy anh chị em.
Chắc chắn mấy anh chị bây giờ vào thời điểm này, tháng 12 năm 2012, mấy anh chị không muốn tham gia vào vấn đề địa ốc hay là thị trường chứng khoán hay là bất động sản anh chị. Vì cái kỹ nghệ đó đang đi xuống. Chắc chắn mấy anh chị muốn bắt đầu một cái sự nghiệp kinh doanh dựa vào cái xu hướng, dựa vào cái xu thế, dựa vào cái mà mình gọi là cái thời điểm đó anh chị. Thì xã hội ngày càng phát triển, con người ngày càng hiện đại, xu hướng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp ngày càng nhiều. Và tiềm năng cái ngành mỹ phẩm và chăm sóc sức khỏe rất lớn. Bây giờ tất cả những nơi mà mấy chị đi ngang qua, đâu đó mấy chị, người ta luôn luôn nói về cái rau sạch, người ta quan tâm về vấn đề chăm sóc sức khỏe chủ động. Người ta dùng những mỹ phẩm cao cấp. Người ta học những cái lớp yoga, công viên ở Việt Nam bắt đầu có những cái máy móc để mấy chị tập thể dục. Mình về Quy Nhơn, mình về Đà Nẵng, những thành phố biển, mỗi sáng sớm 4 giờ, 4 giờ rưỡi sáng mà chị, khi trời còn tối, những người dân ở địa phương đó đã ra biển tập thể dục. Lý do mà chị, người ta đang quan tâm về vấn đề sức khỏe. Sức khỏe hay là cái tình trạng y tế hay là cái môi trường sống ở mình ở trong một cái giai đoạn mà càng ngày nó càng tệ ra mà chị. Và do đó con người chỉ còn một cái hướng duy nhất thôi là tự bảo vệ lấy chính mình. Thành ra cái xu hướng và nhu cầu khổng lồ vào năm 2025 đó là cái kỹ nghệ chống lão hóa sẽ đạt được 1.000 tỷ đô la mà chị. Đây là một cái con số rất lớn trong vòng trên 10 năm tới. Và đó là lý do tại sao mấy anh em mình có mặt, mấy anh em mình muốn tham gia mấy anh chị, vì mình muốn cởi cái đầu sóng, mình muốn đứng trước một cái làn sóng rất mạnh. Vì mỗi cá nhân, mỗi con người mấy anh chị, nó bị giới hạn đó. Đây là một cái xu hướng toàn cầu, đến năm 2015 kỹ nghệ chống lão hóa sẽ tăng 76% ở Mỹ, 73% ở châu Âu, 72% ở Nhật và 82% ở vùng châu Á Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam anh chị. Thành ra chắc chắn đây là một cái dấu chỉ để cho mấy anh chị thấy là xu hướng toàn cầu là về chống lão hóa, thì mình nên vào cái ngành chống lão hóa. Vì đó là cái nơi mà nó tạo ra cái làn sóng anh chị. Có mình hay không có mình, mọi người đang quan tâm về vấn đề sức khỏe, mọi người đang quan tâm về vấn đề sắc diện anh chị. Người ta đang sợ xấu, đang sợ già, nó nhiều hơn là người ta sợ chết. Và đây là một cái điều rất rõ anh chị, ở khắp mọi nơi, những quốc gia tân tiến hay những quốc gia chậm tiến, con cái nhu cầu của con người đều như nhau anh chị. Nhân loại cả ngàn năm nay đã tốn hàng tỷ đô la để đi tìm cái suối nguồn tươi trẻ. Cả ngàn năm anh chị. Và cuối cùng thì Nui Xin đã tìm ra được. Nó không nằm ở rừng già Nam Mỹ, nó không nằm ở Tây Tạng anh chị. Nó nằm ở trong mũi con người của chúng ta ở tầng gen. Và nhờ một cái kỹ thuật đặc biệt, nó sẽ thay đổi cái sự biểu hiện của cái gen, mang lại cái tình trạng tươi trẻ cho cái bộ phận, từng bộ phận ở trong cơ thể anh chị. Nó phục hồi lại vấn đề sức khỏe. Và đó là lý do tại sao có rất nhiều người tham gia Nui Skin gần đây. Vì người ta cảm nhận và trải nghiệm được cái kết quả của Nui Skin trong vòng một thời gian ngắn. Dĩ nhiên đây không phải là thuốc mà chị. Nhưng mà đây là những cái phương tiện, đây là những cái công cụ, đây là những cái sản phẩm dùng những cái nguyên vật liệu. Mà có thể nói là nó không có pha trộn hóa chất, nó rất thiên nhiên mà chị. Và đó là cái sức mạnh và đó là cái nét độc đáo của Nui Skin đó. Ở tầng gen ảnh hưởng đến sự già nua con người. Có một số anh chị có thể hỏi là nếu vậy thì sự khác biệt giữa Nui Skin và những công ty khác là gì? Thì đây là một vài hình ảnh minh họa để cho anh chị thấy. Đối thủ cạnh tranh thường thường người ta tiếp cận ở phía bên ngoài anh chị. Nui Skin tiếp cận ngay cái gốc rễ của nó. Tại sao con người bị những cái hiện tượng già nua? Nó phải từ trong ra và ngoài vào anh chị. Có một số công ty chỉ có ở trong ra thôi. Người ta phân phối những cái thực phẩm chức năng. Nhưng mà ngược lại thì hoặc là bên cạnh đó vẫn có một số rất nhiều công ty anh chị, người ta chỉ chăm sóc bề ngoài thôi, những cái chương trình hay là những cái sản phẩm về mỹ phẩm chẳng hạn. Nó phải từ hai phía anh chị, nó phải từ hai phía một cách tự nhiên, nó phải từ hai phía. Và Nui Skin có thể nói là có một cái giải pháp tuyệt vời, 50% của trong ra và 50% của ngoài vào kết hợp với nhau anh chị, để mang lại cái kết quả tối ưu cho vấn đề sức khỏe và sắc diện của con người. Đây là một cái minh họa anh chị nhé. Người ta nói là nếu những hiện tượng già nua như nước chảy qua vòi đó, thì ở ngoài kia có rất nhiều công ty và sản phẩm khẳng định là họ có những cái phương tiện chùi rửa tốt nhất. Đó là những hiện tượng như là chích Botox, giải phẫu thẩm mỹ mấy anh chị. Tất cả những hiện tượng đó đều tạm thời. Vì nếu tối hôm nay mấy anh chị về nhà, mở cửa ra thấy nước tràn ra khỏi nhà mấy anh chị, chắc chắn mấy anh chị không tìm đồ lau đâu. Mà mấy anh chị phải tìm qua thử trước khi đi, mình quên khóa nước hay là một cái ống nước nào đó dưới bếp, dưới gara nó bị bể. Thành ra mình phải khóa ngay cái gốc mấy anh chị. Và đó là một cái kỹ thuật rất độc đáo ở trong tương lai, để cho mấy anh chị thấy là Nui Skin sẽ giải quyết vấn đề bằng cách dùng những cái công nghệ của kỹ thuật A-Slot khóa hẳn cái nguồn nước lắm anh chị, từ trong cái tầng gen. Và có thể nói đây là một cái
phát minh rất mới sau một cái công trình nghiên cứu sau 30 năm của Lifegen Technology và Nu Skin đã làm chủ nó mà chị. Age Lock chính là cái chìa khóa để sống trẻ, sống khỏe và sống lâu. Nói về cái sản phẩm thì có một cái đơn vị, một cái công ty gọi là The Motley Fool. Đây là một cái công ty về tư vấn về vấn đề tài chính. Người ta là người mà hướng dẫn những người đầu tư nên đầu tư vào công ty nào mấy chị. Thì The Motley Fool này có nói một cái câu: Nu Skin đã thành công trong việc tìm ra hướng đi mới với sản phẩm độc đáo mới mỗi năm. Đây chính là Apple của kỹ nghệ chống lão hóa mấy chị. Như là cái hãng Apple ra sản phẩm thường xuyên đó, thì Nu Skin cũng tương tự như vậy. Mỗi năm mấy chị ra hai sản phẩm mới, mỗi năm liên tục ra hai hoặc là ba sản phẩm mới. Thành ra cái từ khóa chính ở trong cái sự thành công về vấn đề kinh doanh ở trong cái thời giai đoạn hiện tại là phải sáng tạo những cái sản phẩm mới liên tục anh chị. Và Apple người ta đã làm cái chuyện đó. Từ computer cho tới cái laptop, cho tới những cái iPod, cho tới cái iPhone và sau đó tới cái iPad. Người ta phải liên tục có những cái sáng tạo mới mỗi năm anh chị. Và cái đó là cái chiến lược của cái thế kỷ 21. Và mình sẽ không ngạc nhiên vì Apple đã là một cái công ty có giá trị cao nhất thế giới bây giờ mà chị, nó hơn Microsoft, nó hơn rất nhiều công ty khác. Thành ra nó Nu Skin cũng tương tự. Cái mà Nu Skin đã và đang làm anh chị là mỗi năm liên tục có những cái sản phẩm mới, nó là một cái đột phá ở trong nhiều ngành nghề khác nhau, liên quan tới vấn đề sức khỏe, liên quan tới vấn đề sắc diện, liên quan tới vấn đề chống lão hóa anh chị. Và cái cơ hội mới này nó được tái lập liên tục. Và đây là một số sản phẩm mà Nu Skin đang có mặt ở thị trường Việt Nam. Cái gọi Vanix Body Spa là cái mà có thể làm tan mỡ từ cổ trở xuống anh chị, bụng, đùi, tay, dùng hai cái gel là gel xanh với gel trắng đó. Mình có cái gọi Vanix Spa ở giữa, có thể nói trong vòng 5-7 phút anh chị có thể trẻ ra được vài tuổi nhờ dùng cái gọi Vanix Spa và hai cái gel, một trắng một xanh anh chị. Cái bên tay phải đó là cái bộ gồm 5 sản phẩm, gồm 4 sản phẩm. Nó là một cái sản phẩm dưỡng da cao cấp nhất hiện nay anh chị. Nó tên là Transformation, Age Lock Transformation. Đây là sản phẩm cao cấp, có cái giá trị rất hay, có cái kết quả rất rõ anh chị. Và phía bên tay phải ngoài cùng đó là cái bộ R2, R square, R bình phương đó. Đây là sản phẩm sẽ được giới thiệu vào cái ngày 24 tháng 1 để mua thử. Và Nu Skin sẽ không có sản phẩm này cho tới tháng 5 anh chị. Thành ra nếu mấy anh chị đang theo dõi chương trình webinar, là những người mới mấy anh chị liên lạc với người mời mấy anh chị và nói chuyện với người executive mấy anh chị để mấy anh chị muốn thử cái sản phẩm này. Có thể nói là cái bộ R2 là một cái tuyệt tác cho tới giờ phút này của Nu Skin mấy anh chị so với hơn 300 sản phẩm trong suốt 28 năm vừa qua. Đây là một sản phẩm mà nó rất thích hợp cho những nơi nào bị bụi bặm. Vì cái bộ ở dưới, cái dưới làm ban ngày mấy anh chị uống vào ban ngày, nó recharge, nó tái tạo lại cái năng lượng. Và bằng đêm anh chị, nó renew, tức là nó thay đổi mới cái con người của mình bằng cách là nó lọc gan và lọc phổi trong lúc mình đang ngủ. Đây là những dòng sản phẩm rất độc đáo, có thể nới rộng cái thị trường Việt Nam qua khắp cả mọi nơi chỉ bằng một vài sản phẩm thôi. Và Nu Skin có trên 300 sản phẩm anh chị. Đây là một vài hình ảnh để cho mấy anh chị thấy là trong vòng 6 tháng cái khuôn mặt nó khác anh chị, nó sáng ra. Những cái độ mịn của cái da nó còn khác anh chị. Cái khuôn mặt thường thường là mình nhìn cái khuôn mặt mấy anh chị ha, mấy anh chị có thể nói ngay là người này nước da tái tái, hay anh kia cái mặt hồng hào, mắt nó sáng quắc. Mấy anh chị có thể thấy cái dùng cái sản phẩm này và thấy trong một cái thời gian tương đối ngắn mấy anh chị. Những nơi có tế bào mỡ như cái bàn tay chẳng hạn. Đây là cái hình mà chỉ cần làm một lần thôi, mấy anh chị biết tại sao mình làm một lần mà một bên mà mặt mấy anh chị. Là tại vì khi mà làm nguyên mặt thì mấy anh chị sẽ không thấy sự khác biệt. Chỉ có cái khi làm nửa mặt thì mấy anh chị sẽ thấy sự khác biệt. Đây là cái hình chỉ lần làm một đầu tiên thôi mấy anh chị. Thì cái chân mày bên trái nó nhếch lên. Cái những cái vết nhăn, những cái vết gọi là vết chân chim ở bên cái khóe mắt mấy anh chị nó bớt dần. Và đặc biệt là cái rãnh ở bên hai bên khóe miệng. Thì bên này rõ ràng là nó bớt hẳn mấy anh chị. Ngay cả dưới cổ mấy anh chị nhìn. Có cái sự khác biệt hơn là cái nọng ở bên này mấy anh chị ha. Đây là chỉ một lần làm thôi. Đây là cái hình mà tương đối rõ nhé, mấy anh chị nhìn kỹ ở nửa bên tay phải là bên có làm, ngay cả dưới cổ mấy anh chị. Mọi thứ nó được nâng lên, con mắt nó cao hơn, cái mặt nó cao hơn mấy anh chị, da nó nâng lên nó thì nó sẽ tạo một cái khuôn ở dưới cái cằm đó. Chính cái nét trẻ hay nét già mấy anh chị nó nằm ở dưới cằm, nó nằm ở đây. Cái khuôn mặt mấy anh chị ha, đó là chưa kể tới cái tuổi già nó lộ ở cái cổ nhiều hơn ở trên mặt. Mấy anh chị có thể nói là, mấy anh chị thường nghe là căng da mặt, hút mỡ bụng,
căng da mặt mấy chị, chứ còn mấy chắc chắn mấy chị chưa bao giờ nghe người ta nói là căng da cổ này. Cái cổ không căng được cái da mấy chị, nhưng mà dùng cái gò van spa trong vòng một vài tuần cái kết quả nó rất rõ như cái hình mà mấy chị thấy. Đây là một vài cái hình Việt Nam ở dưới Tây Ninh. Anh này là anh ở Hải Phòng mấy chị, mắt lớn mắt nhỏ giống như mắt đang buồn ngủ, mắt kia là mắt tỉnh táo đó. Đây là cái hình mà chị Kim Lệ vừa mới làm khoảng chừng 2 tuần ở văn phòng của Nu Skin ở 201 năm kỳ khởi nghĩa thành phố Hồ Chí Minh mấy chị. Rõ ràng là nửa bên tay trái mấy chị ha, cái khuôn mặt nó thon lại mấy chị, mắt mở lớn, và cái khuôn mặt này đúng là mình gọi là méo mấy chị, phải méo mặt. Méo vì rõ ràng cái bên mà mình làm nó trẻ ra mấy chị, nó nâng cái cơ lên, mặt nó sáng ra mấy chị. Thành ra có thể nói là bà cụ rất vui vì khi mà biết được cái sản phẩm này nó làm mình trẻ hơn mấy anh chị. Và hầu như mọi người đều có cái nhu cầu này, và chắc chắn mấy anh chị cũng có quen một số bạn bè cũng tương tự như vậy. Đây là cái hình bà cụ 90 tuổi không dùng máy nhưng mà dùng cái True Face Essence Ultra. Đây là cái viên nó có cái loại tinh dầu ở trong anh chị, buổi sáng viên tối một viên, trong vòng 60 ngày da phải săn chắc như người 20 tuổi, còn không Nu Skin sẽ trả lui tiền 100%, và đó là cái policy ở bên Mỹ. Đây là cái khuôn mặt mấy chị ha, hình như những người già đó ở một cái lứa tuổi nào đó mình mất đi cái sự đàn hồi mấy chị, mấy chị bẹo má mấy đứa bé mấy chị thấy là mình kéo ra kéo vào kéo ra kéo vào nó thua mấy chị. Mấy chị có thể là xoa cái mặt của một người 20 mấy tuổi đi, hay là mình làm xấu, hay là mình bẹo má, hay là mình nhăn mặt mấy chị, ngay tức thì nó sẽ trở lại tình trạng cũ. Nhưng đối với người lớn tuổi mấy chị mình khác, mình không dám bẹo má vì bẹo má có thể kéo ra đó, nó không có vô lại. Hay là những cái hình thức mà mình xoa mặt mấy chị, xoa xong cái mặt cái mình nhìn cái mặt mình lên kiếng hình như mình bị đờ đẫn đi, chứ không phải là sáng sủa giống như những người trẻ mà gì. Đó là cái sự đàn hồi của cái da. Và cái chất này là chất duy nhất có mặt trên thị trường hiện nay đã được kiểm nghiệm là mang lại cái chất elastin, nó mang lại cái elastin cho cái da mà gì. Và có thể nói đây là một cái sản phẩm rất độc đáo của Nu Skin. Nếu mấy anh chị nhạy bén trong kinh doanh, mấy anh chị sẽ biết là mấy anh chị được toàn quyền phân phối khắp mọi nơi trên thế giới. Chỉ một sản phẩm một mấy anh chị là nhu cầu rất lớn của phụ nữ. Mình đã nói qua công ty, mình nói qua xu thế, xu hướng mấy anh chị ha. Mình nói về cái chính sách, cái dòng sản phẩm anh chị, và bây giờ mình muốn bước qua cái phần thứ tư đó, tức là nói sơ với mấy anh chị về cái lợi tức bình quân, tức là cái khía cạnh kinh doanh của cái cơ hội này. Nu Skin đang tuyển dụng một cái đội ngũ nhà tư vấn hoặc là nhà phân phối mấy anh chị, và đây là cái lợi tức bình quân là theo luật đó, Nu Skin phải được phải công bố cái con số này. Tức là nếu mà anh chị trở thành executive trong vòng 3, 2 cho tới 6 tháng, và sau đó mà anh chị giúp những người ở dưới mình trở thành executive giống mình mấy anh chị, và mấy anh chị có thể làm bán thời gian, thì cái lợi tức bình quân một năm là 10.000, chia đều ra cho 12 thì con số này không cao lắm anh chị ha. Nếu mà anh chị giúp 4 người thì mấy anh chị sẽ là Ruby Executive. Ruby Executive trung lợi tức bình quân mấy anh chị là 3.000 đô mỗi tháng. 3.000 không phải là một số tiền lớn anh chị, nhưng mà ngược lại nó không phải là một số tiền nhỏ. Mấy anh chị có thể mua được rất nhiều việc để dành chăm sóc cho con cái, bố mẹ, mua cái gì đó mấy anh chị ha. Và có thể nói là với cái Ruby một số mấy anh chị có thể làm tương đối, nó không có khó lắm anh chị. Nếu mà anh chị có 8 người thì nó là một cái cột mốc khác. Cái lợi tức của mình bắt đầu nó vượt qua 6 số mấy anh chị, tức là trên 100.000 đô la mỗi năm đó. Và điều tuyệt vời nhất là nếu mà anh chị có 12 người, 12 executive, 12 nhánh executive, nó không nhất thiết phải trực tiếp anh chị ha, thì cái lợi tức của mấy anh chị trung bình đó là 1 tỷ đồng mỗi tháng, ít nhất mà anh chị đều đặn hàng tháng. Thành ra hai vợ chồng mình đạt được cái Ruby trong vòng tháng thứ tư và Blue Diamond ở tháng thứ 10 mà chị. Nói như vậy không có ý khoe với mấy anh chị đâu, nhưng mà mình biết chắc là một số mấy anh chị sẽ làm nhanh hơn như vậy, và ít nhất mấy anh chị thấy được cái sự khả thi của cái mô hình này mấy anh chị. Mình cũng đã gặp rất nhiều một số mấy anh em đã từng làm, hoặc là một số team elite đã về hưu với cái cơ hội với Nu Skin, thì mọi người đều nói như nhau mấy anh chị. Có thể nói là cái thời khắc trong quá khứ nó không bằng mà cái thời khắc đang xảy ra ngay vào lúc này mấy anh chị. Ngay vào lúc mà mấy anh chị đang xem cái video này đó, thì Nu Skin đã bắt đầu cái giai đoạn bùng nổ trong cái thời gian sắp tới. Đặc biệt đó là ở Việt Nam là ngày 3 tây tháng 2 khi Nu Skin chính thức khai trương ở thị trường Việt Nam. Báo chí, đài truyền hình và nhiều cái phương tiện truyền thông đại chúng sẽ nói nhiều về Nu Skin mấy anh chị. Nó giúp cho cái việc làm của mấy anh chị nó dễ dàng hơn. Thành ra đây là cái mô hình lợi tức mấy anh chị nhé. Nói tới đây thì có thể là một số mấy anh chị nói là tôi không có khiếu ăn nói, tôi không có vốn liếng. Hay là vốn liếng nó không phải là cái câu phải quan tâm nữa mấy anh chị, vì thật sự mấy anh chị không cần phải vốn liếng ở trong này. Mấy anh chị chỉ quan tâm là không biết tôi có thì giờ để làm cái này không. Tôi có con nhỏ, tôi có việc làm, tôi không có đi được. Hay là tôi không có khiếu ăn nói, tôi không quen nhiều mấy anh chị.
Và đặc biệt là có một cái câu hỏi khác là hiện tại cái kinh tế đang gặp khó khăn, thời buổi suy thoái này thì ai mà bỏ tiền ra xa xỉ phẩm để mua những cái xa xỉ phẩm. Có thể mấy anh chị có một vài cái băn khoăn đấy. Thành ra mình muốn giới thiệu với mấy anh chị một cái mô hình mà mình làm thường xuyên mấy anh chị. Và mình xin hỏi mấy anh chị này, không biết là một số mấy anh chị ở trong cái webinar hôm nay có ai ví dụ như nó thích uống cà phê Trung Nguyên, cà phê Hòa Tan, chắc chắn là có mấy anh chị. Mình chính mình cũng uống thường xuyên cái này của G7, nó có cái chữ G7, Trung Nguyên G7. Nếu mấy anh chị dùng sản phẩm và sau đó mấy anh chị cảm nhận được cái sự thay đổi cho chính mình, cho những người thân trong gia đình mấy anh chị, mấy anh chị chia sẻ với người khác, thì mình nghĩ là cái việc đó là cái việc tự nhiên mình làm anh chị, tự nhiên mình làm. Mình có số một số bạn bè, mấy anh chị ở Việt Nam chắc chắn sẽ quen đông hơn với chúng tôi ở bên Mỹ mấy anh chị. Nhưng mà với cái mô hình là nếu mỗi tháng mấy anh chị giới thiệu một người, tháng thứ hai mấy anh chị có 3 người, tháng thứ ba mấy anh chị có 7 người mấy anh chị, và nếu giới thiệu mỗi người một người thì mấy anh chị có 14, cộng với thêm một số một người mấy anh chị mang vào nữa là 15. Thành ra đây là một cái phương pháp tương đối dễ dàng mấy anh chị, vì mấy anh chị chia sẻ lại cái câu chuyện thành công chứ không phải là bán hàng mấy anh chị. Vì mình muốn là sau đó anh cũng hợp tác với mình và cũng làm tương tự như vậy, vì ta muốn thay đổi cái tương lai của mình. Có một số mấy anh chị có thể thích sản phẩm mấy anh chị, nhưng mà mình đề nghị mấy anh chị là cái nền tảng của nó vẫn là một cái cơ hội kinh doanh, khi mà nhu cầu của con người luôn luôn khao khát làm một cái gì đó để tăng thu nhập mấy anh chị. Thành ra nó rất thích hợp với cái thị trường Việt Nam. Sau 4 tháng mình có 15 người, sau 12 tháng mình có 4.095 người mấy anh chị. Với điều kiện là mỗi người chỉ biết một người mỗi tháng thôi, tức là mình chỉ biết 12 người. Có thể quen từ Facebook, có thể ở Anh, ở Đức, ở Pháp, ở Úc, ở Canada, ở Hàn Quốc, ở Việt Nam mấy anh chị. Hay là một vài nước ở Nam Mỹ, mấy anh chị có thể có bạn bè quen ở bất cứ chỗ nào, bất cứ thành phố nào, bất cứ quốc gia nào mấy anh chị. Trong cái ví dụ này, sau 12 tháng mấy anh chị có 4.095 người, và nếu mỗi người mỗi gia đình dùng 1.000.000 đồng mỗi tháng, những cái sản phẩm thực phẩm chức năng, những cái sản phẩm mà thuốc gội đầu, kem đánh răng, bình thường phụ nữ đã và đang dùng kem chống nắng, đang dùng những kem dưỡng da ở đâu đó mấy chị, thì bây giờ thế vào bằng những cái sản phẩm độc đáo và độc quyền của Nu Skin, chắc chắn mấy chị sẽ thấy một cái kết quả rất khích lệ. Nếu mỗi người mỗi gia đình dùng 1.000.000 đồng mỗi tháng thì mấy chị biết là 4.095 nhân cho 1.000.000 đó là 1 tỷ, thì hoa hồng thấp nhất mấy chị là 5%. Thật ra là 4 tỷ, nếu mà 4.000 người này mỗi người dùng 1.000.000 đó là 4 tỷ nhân cho 5% anh chị, nó ra một cái con số để cho mấy anh chị thấy là ý mình không muốn đưa đưa tiền ra để mà làm ví dụ mấy anh chị là đây là một cái nơi duy nhất làm ra tiền, nó không phải vậy mấy anh chị, mình chỉ muốn đưa ra một cái mô hình để cho mấy anh chị thấy là cái số tiền này nó ở đâu tới thôi. Cái công thức thành công ở trong network marketing là mình phải có nhiều người mỗi người dùng một ít anh chị, vì cái nhu cầu thật sự mà người ta có. Và đó là lý do tại sao network marketing nó là một cái phương tiện tạo cái thu nhập thụ động, là tại vì tháng tới những người này tiếp tục đánh răng, tiếp tục dùng gội đầu, tiếp tục dùng những thực phẩm chức năng, tiếp tục dùng những cái sản phẩm về dưỡng da mà, thì cái lợi tức của mình nó gần như là nó tăng biến mỗi tháng, mà mấy anh chị không cần phải bỏ nhiều công sức nhiều. Chắc chắn cái điều này nó cần sự nỗ lực mà anh chị, nó cần cái ước mơ, nó cần cái sự nỗ lực. Và mình có thể nói trước với mấy anh chị đó là không phải ai cũng làm anh chị. Cơ hội này nó bình đẳng cho mọi người nhưng mà không phải ai cũng làm. Và mình mong là một anh chị là một trong những người thật sự muốn làm cái gì đó để thay đổi cuộc đời của mình anh chị. Thành ra nói về cái xu hướng đó, có thể nói là thời điểm ngay bây giờ là một cái thời điểm tốt nhất anh chị. Cái doanh số của Nu Skin từ năm 1984 cho tới năm 2012 đó là 2 tỷ, mất 28 năm để có 2 tỷ anh chị. Và bây giờ Nu Skin đang trên một cái lộ trình đó là từ năm 2012 cho tới năm 2020, tức là 8 năm tới đó, nó sẽ từ 2 tỷ lên 8 tỷ. Nhưng mà với một số thông tin gần đây đó thì con số này có thể rút ngắn xuống mà gì, nó không phải chờ tới năm 2012 à 2020 đâu. Chắc chắn nhu cầu của con người rất lớn. Chắc chắn nhu cầu của con người khắp mọi nơi là sợ xấu, sợ già mà gì, sợ bệnh. Sinh lão bệnh tử hầu như là một cái quy luật của vũ trụ. Nhưng mà nếu mà chị nghĩ lại đó, cái bệnh đó là cái sự lựa chọn mà gì. Và rõ ràng là Nuxin đang đứng trước một cái sự bùng nổ về nhu cầu của con người. Người ta rất sợ bị bệnh mấy chị, người ta không muốn uống thuốc tây. Đang có một cái số bệnh nhà giàu đó, tức là cao mỡ, cao máu, cao huyết áp, cao đường mấy chị. Đó là những bệnh mà ở trong cái thời buổi kinh tế thị trường, có một số mấy anh chị ăn nêm làm ra đó, mình ăn uống cẩu thả và mình không để ý tới những cái chất mỡ mấy chị, và nó có rất hại. Đặc biệt là một số mấy anh chị mình ở Hà Nội gặp một số mấy anh em cứ dùng cái tên từ là à tại vì em hay cháu phải tiếp khách, thành ra cháu phải uống rượu, em phải uống rượu.
mình sống trong một cái môi trường như vậy chắc chắn nó không lành mạnh, và trước sau gì đó mấy anh chị cũng phải dùng những cái phương pháp gì đó. Và mình cũng xin nhắc lại mấy anh chị, thực phẩm chức năng của Nuskin nó hoàn toàn nó không có tính cách trị liệu. Đây là một vài cái hình ảnh về cái team Nu Việt đó. Vì có thể mấy anh chị gặp công ty hay sản phẩm độc quyền, mấy anh chị sản phẩm độc đáo độc quyền, nhưng mà nếu thiếu cái yếu tố đội nhóm đó, thì mấy anh chị sẽ không phát triển được. Vì nếu mà bạn của bạn của bạn mấy anh chị có người ở Cà Mau, bạn của bạn mấy anh chị có người ở Cao Bằng, bạn của bạn mấy anh chị có người ở bên Mỹ, bạn của bạn của bạn của bạn có người ở Canada, thì làm sao mấy anh chị? Chắc chắn mấy anh chị phải qua cái sự kết nối với tất cả những thành viên của Nu Việt. Nu Việt là cái công là một cái đội nhóm của những người làm Nu Skin mà người ta là người Việt Nam, chỉ vậy thôi mấy chị, đơn giản. Thật ra đây là cái hình mà mình thích nhất, là tại vì mấy anh em đang còng tay với nhau đó để nói lên cái tính kết nối mà chị của cái team Nu Việt. Thật ra có thể nói đây là một cái hình ảnh rất đẹp. Đây là một số hình ảnh mà mấy anh chị sẽ thấy là trong suốt thời gian 4 năm vừa qua đó, đội ngũ Nu Việt thu hút bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, giáo sư, giáo viên, sinh viên, kỹ sư, y tá, đủ mọi ngành nghề mấy anh chị, những bà nội trợ khắp mọi nơi. Mình thu hút doanh nghiệp mấy anh chị, doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa ở châu Âu, ở khắp mọi nơi, ở 50 tiểu bang của Hoa Kỳ mấy anh chị. Mình có những sinh hoạt thường xuyên huấn luyện, những cái boot camp huấn luyện mấy anh em ở trong một cái môi trường đặc biệt. Những cái chương trình Nu Việt University được tổ chức bằng tiếng Việt thường xuyên ở công ty. Những cái buổi retreat mấy anh chị, buổi tĩnh tâm. Đây là cái hình ảnh mà team Nu Việt vào tháng 5 năm năm vừa rồi đó, vào tháng 4 mấy anh chị có một cái buổi huấn luyện về gọi là Nu Việt University đó, thì rất đông một số mấy anh em. Một số mấy anh chị ở Việt Nam có thể nhìn cái hình ảnh này nó không có gì xuất sắc, nó không gì làm mấy anh chị. Nhưng mà chính cái lạ nó xảy ra ở Mỹ đó, vì không dễ mà tụ tập chừng này người mấy anh chị cùng chung một chí hướng mấy anh chị ha. Đây là hình ảnh ở Hà Nội, đây là hình ảnh ở Sài Gòn của cái team Nu Việt. Đây là cái tinh thần mấy anh chị, mình có những cái trại kết nối với nhau, sideline những người quen làm việc với nhau, nó không nhất thiết là phải upline downline mấy anh chị. Và đây là cái tinh thần của cái sự kết nối đó. Nói tới đây thì một số mấy anh chị có thể hỏi là thôi bây giờ đó tôi thích, tôi muốn dùng đó thì cái tôi phải làm là gì? Thì mấy anh chị nhớ là điều mà anh chị cần phải làm, anh chị nó có ba việc. Thứ nhất là mấy anh chị phải dùng cái sản phẩm, mấy anh chị nên dùng cái sản phẩm theo nhu cầu mấy anh chị, và sau đó mấy anh chị chia sẻ với người khác. Mình đề nghị với mấy anh chị không nên chia sẻ những cái câu chuyện mà, hoặc là nếu mấy anh chị không dùng sản phẩm thì mấy anh chị cũng đừng nên nói mấy anh chị. Mình chỉ dùng những sản phẩm nào hay là những người trong gia đình của mình đã từng dùng sản phẩm nào và có kết quả đó, mấy anh chị cứ kể chuyện chia sẻ với người khác mấy anh chị, nó không phải đi bán hoặc là đi buôn. Rồi sau đó mấy anh chị tìm những người giống như mình rồi, tức là đi tìm những người mà sau đó người ta dùng sản phẩm và người ta chia sẻ với người khác, và chính người ta cũng đi tìm những người giống người ta mấy anh chị. Thành ra mấy anh chị chỉ làm việc đơn giản ba phần thôi: dùng sản phẩm, chia sẻ với người khác, tìm những người làm giống như mình mấy anh chị ha. Cái kế tiếp đó là mình có những cái phương tiện bên cạnh, những cái sinh hoạt bên cạnh, sinh hoạt của đội nhóm anh chị, để giúp anh chị phát triển cái mạng lưới của mình khắp mọi nơi đó. Thì mình có cái chương trình BOM, BOM tức là làm trong văn phòng anh chị, một tuần một lần, có thể là ở trụ sở của công ty, hoặc là cái chương trình webinar mỗi buổi tối thứ hai như buổi tối hôm nay mấy anh chị, mình thuyết trình về cái cơ hội kinh doanh. Những cái chương trình này được tổ chức hàng ngày mấy anh chị. Sau đó đó một số mấy anh chị quyết định đăng ký, thì cái lớp đầu tiên mấy anh chị cần phải học đó là cái lớp định hướng được tổ chức hàng tuần, để cho biết mấy anh chị là việc phải làm mấy anh chị, và nếu mấy anh chị làm như vậy trong vòng 3 tháng 6 tháng thì mấy anh chị được cái gì mấy anh chị ha. Mình nghĩ là mọi người đều đang có nhu cầu để biết cái đó. Sau đó mấy anh chị người ta mua được 100 điểm cho cái cá nhân đó, thì người đó đủ tiêu chuẩn để tham dự cái executive class. Dĩ nhiên là mình không có bắt buộc người ta phải mua gì mấy anh chị ha, nhưng mà mình muốn dành cái lớp này cho những người thật sự người ta đang đã và dùng cái sản phẩm, vì có rất đông anh chị muốn tham dự đó, và mình muốn có một cái đặc ân cho nhiều người đã làm. Nếu mà mấy anh chị dùng cái sản phẩm hay là đưa cái hóa đơn là chứng tỏ mấy anh chị cũng cũng đã có mua 100 điểm ở công ty đó, thì mấy anh chị có được quyền tham dự cái executive class này. Cái điều quan trọng là sau khi mấy anh chị trở thành executive mấy anh chị, thì mấy anh chị hướng dẫn người ta là vào cái BOM, tham dự lớp định hướng và tham dự cái executive class. Mấy anh chị không cần phải làm gì nhiều mấy anh chị. Mình đứng ở ngoài mình đốc thúc và điều hành cái hệ thống này nó chạy một cách nhuần nhuyễn rồi đó. Mấy anh chị làm nên làm ba việc. Mấy anh chị đúng là mấy anh chị phải làm ba việc nếu mấy anh chị muốn trở thành nhà phân phối, là đăng ký làm nhà phân phối, mua sản phẩm theo cái nhu cầu mấy anh chị và tham dự cái lớp executive class mấy anh chị ha. Xin chúc mừng bạn đã có khám phá được một cái cơ hội cho tương lai tài chính của mình. Trong năm 2011, Nu Skin trả ra là 730 triệu đô la cho các nhà phân phối mấy anh chị. Một con số khổng lồ
730 triệu đô la trả ra tiền hoa hồng trong năm 2011 là một con số khổng lồ mấy anh chị, và mình mong là mấy anh chị sẽ có dự phần ở trong cái miếng bánh khổng lồ này mấy anh chị. Để kết thúc đó thì mình sẽ nhắc lại về một vài cái tình trạng đang xảy ra ở thế giới bên ngoài. Xu hướng toàn cầu như là một cái điều tất yếu mấy anh chị, trên 1 tỷ đô la đã đầu tư và đang chờ sự quyết định của bạn. Sản phẩm độc đáo để có thể sống trẻ, sống khỏe, sống trường thọ, và sự thành công đã được minh chứng mấy anh chị. Thành ra cơ hội với Nu Xin nó không phân biệt mấy anh chị ở đâu tới, nó chỉ muốn biết là mấy anh chị muốn đi đâu qua cái phương tiện này thôi. Thời điểm đã đến với Nu Xin mấy anh chị, thời điểm đã đến với Nu Xin, Nu Xin đã mất một cái thời gian khá dài để có thể khai trương ở thị trường Việt Nam. Những thị trường lân cận mấy anh chị đã phát triển rất mạnh, nhưng mà Nu Xin phải chờ tới đúng thời điểm này mấy anh chị, lúc mà con người đang khao khát cái muốn thay đổi cuộc đời của mình qua cái việc của mình làm lâu nay, thì có thể nói là đây là một cái phương tiện rất tốt. Thời điểm đã đến với Nu Skin mấy anh chị. Nhưng mà cái câu hỏi mình muốn hỏi tiếp với mấy anh chị và sau cùng nữa là vậy thì khi nào thời điểm sẽ đến với bạn? Khi nào thì thời điểm sẽ đến với mấy anh chị? Không biết bao giờ mấy anh chị có hỏi cái câu đó không? Chắc chắn cái câu trả lời là nó tùy vào cái nỗ lực và cái ước vọng của từng người mấy anh chị. Và chắc chắn mấy anh chị có thể làm được nếu mấy anh chị muốn. Thật ra mình muốn kết thúc cái bài nói chuyện tối hôm nay đó qua cái phần giới thiệu về cơ hội kinh doanh, về sản phẩm và đặc biệt là về cái chính sách trả thưởng, về cái tiềm năng mà mấy anh chị có thể làm được. Và mình có thể nói chắc với mấy anh chị đó là cơ hội này nó bình đẳng cho mọi người. Không phải ai cũng làm mấy chị. Nhưng nếu mấy anh chị có một cái ước vọng, có một cái giấc mơ và mấy anh chị có một cái nỗ lực trong thời gian ít nhất là 6 tháng cho tới 1 năm mấy anh chị, thì mấy anh chị sẽ thấy cái thành quả của nó. Dĩ nhiên cái việc này nó không dễ, nhưng mà nó rất xứng đáng mấy anh chị. Nó xứng đáng với cái công sức mà mấy anh chị bỏ ra. Vì có rất nhiều việc mấy anh chị bỏ ra cái công sức nhưng mà cái phần thưởng của nó quá ít mấy anh chị, và nó không xứng đáng với lại cái phần thưởng mà mấy anh chị nhận mỗi tháng. Nếu vậy đó thì với cái cơ hội này chắc chắn mấy anh chị sẽ có được nhiều cái cơ hội để mà có thể đạt được cái giấc mơ của mình. Nếu mà không nói là có được một cái sự tự do về tài chính, có được một cái sự tự do mà đồng tiền nó có thể nó mang lại mấy anh chị. Mấy anh chị muốn ăn ở đâu mấy anh chị ạ? Có thể không cần phải lo ngại là mình phải đi xa. Mấy anh chị mua một cái áo, cái quần, mấy anh chị chỉ nhìn vào cái giá thôi. Mấy anh chị chỉ thích cái bộ đồ và mấy anh chị không nhìn vào cái giá mấy anh chị. Mấy anh chị thích áo, cái quần nào, mấy anh chị chỉ cầm tới cái quầy trả tiền và trả tiền, vậy là xong. Mấy anh chị không cần nhìn vào cái giá. Đi ăn, đi uống, mấy anh chị không cần nhìn vào cái cột bên tay phải mấy anh chị. Chính những cái đó là cái sự tự do mà đồng tiền nó có thể có mang lại. Và mình rất mong là có được sự hợp tác với mấy anh chị trong tương lai. Mấy anh chị nên trở lại với cái người mà mời mấy anh chị gia nhập vào cái chương trình hội thảo cái cơ hội kinh doanh tối hôm nay đó, để mà mấy anh chị có thể nói với người đó là mấy anh chị muốn biết thêm, tìm hiểu thêm mấy anh chị. Nếu mấy anh chị ở vùng Sài Gòn, mình mời mấy anh chị ghé lại thăm công ty ở lầu 2, lầu 3, có những cái anh chị ở đó thường xuyên để làm demo, để mấy anh chị có thể scan đo trong cái lòng bàn tay mấy anh chị về cái chỉ số chống oxy hóa của mấy anh chị. Và những cái việc này nó tạo nên một cái bầu khí rất vui mấy anh chị. Mấy anh chị sẽ hiểu và cảm nhận được cái sự ấm áp của cái team Nu Việt. Và rất mong mấy anh chị sẽ trở thành một thành viên của cái đại gia đình Nu Việt. Thay mặt cho tất cả mấy anh em, xin chào đón và chúc mừng các anh các chị. Và mong là có dịp hợp tác với mấy anh chị trong tương lai. Xin cảm ơn một lần nữa.